Xin chào mọi người. Giờ thì nó làm xong rồi, để cho anh Chris anh ăn. Nếu mà anh ăn không hết thì Hiền ăn, tại vì Hiền đang ăn nửa trái rồi. Anh tưởng đâu sốt để chấm. Quýt chua chua ngọt ngon ghê luôn. What do you think? That's yum. Yum. It's the papaya is not really crunchy, is it? Mm. It's supposed to be really red, but that's the best we can get around here. Mm. It's supposed to be really red, and it's gonna be way better even, you know. Yeah. Mm. I remember last time I had it, it was burnt. Country. Mm. Mọi người thấy anh chồng người Việt của mình chuyên nghiệp không? Ăn là biết cái đu đủ này nó không được giòn như lần vừa rồi. Tại vì đu đủ này nó giống như là người ta gọi là đu đủ mỏ dịch cái gì, mọi người nó hơi vàng vàng nhưng mà nó chưa có chín á, mà nó còn hờm hờm á, cứng cứng á. Nhưng mà nó sẽ không có giòn bằng cái đu đủ xanh lè luôn. Với ai thì nó không mua đu đủ xanh lè. Để con bò với lại da heo. Rồi hiện trộn cái nước sốt là nước tương, cái này chút bột ớt, tương ớt. Dài nước cho mọi người. À. Có gì đuối anh bột ba. Dạ. Tại nhiều quá nó bị được phim. Rồi lại đây, lại nói nè, nói chào cô chú đi. Yeah, I gave him one this morning. Did he suck on it? Yeah. Sáng nay chồng Hiền có đút cho bé Út miếng Út đó mọi người. Út này chua chua.
tìm được cái tiền giả nè mọi người. Đó, nghề chưa? Cắn 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 cắn. If you can't finish it, it's alright, I'll finish for you. Oh, is it? Thì nói nếu mà ông xã ăn không được thì em ăn giùm cho, anh đừng lo. Cứ để đây em ăn. Có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra. Sorry, I'm joking. Huh? Good day. Really? Mm-hmm. Yeah, no. Oh, thì đáng ngon rồi đấm mì. You think that they sell like really green papaya around here? I didn't really see it. No, I don't think they sell green ones around here. No. Unless you got it out at the market or you grew it yourself. Because people don't. I see it on Reddit. I don't eat green. Chồng thì nói là người Úc đó, họ không có ăn đu đủ xanh. Ui. Giọng mấy người. He's getting into that Mandarin. Probably poked a few holes in it already. Those little munches. Off you go. Go back. Gió còn không nhiều. Ngon. Hang on. Mum is gonna open the Mandarin for you. Alright? Ngon lắm mọi người. Cái này mà được xanh là càng ngon dữ nữa. Ngon quá trời, khoái ăn đu đủ bỏ đu đủ. Nhầm khi thì mua nguyên trái xanh về ở chợ Inala á, xong rồi quên để trong tủ cái vài tuần nó lấy ra là nó thúi nó tiêu rồi. Quên nó tiêu luôn. Can you hold me, please? Is it no seed? You'll be right. Yeah, that one. Wait. Woo, yum yum. Cái nước tương này thường làm á, nó ngọt ngọt. Vừa vừa. Show you one more. Good for you. No, I'm good, bro. Thanks. Hi. Little actor. Show the camera what's on. You made it to Instagram. Go around here. Make the side night. Vậy luôn hả con? Vậy luôn. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Mẹ miếng. Ôm ôm. He never really kissed us, does he? Nah. You hear that? That was my pain. You hear? What day? What day? What day? Oh.
không mà nè. Ngon quá con à. Này đủ đủ mà giòn càng ngon ác nữa. Ăn dưa heo thay cho bánh hồng tôm. Điện làm biến chi bánh hồng tôm thôi. Có hồng tôm làm biến. Xong luôn. Thôi tụi mình xin kết thúc cái phim này ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở phim sau. Hy vọng là mọi người thích cái video và sẽ nhấn đăng ký, nhấn like ủng hộ cho tụi mình để tụi mình có thêm động lực.